chánh tư duy tư tưởng chân chánh sanh ở trong trần con người thường hay bị các thị dục cám dỗ lợi danh quyền tước nghĩa vợ tình chồng cái tư tưởng đã rù quến tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy không thể nào thoát ly ra được ấy về phần tà phần chánh giải rằng tâm cần phải bình tánh cần phải tình giữ tư tưởng cho thanh cao trí ráng tìm cái chân lý Chân lý ấy là cái đạo của mình đối với nhân loại Của mình đối với trời Phật Của mình đối với mình Vì thế, hãy đặt tư tưởng mình vào công cuộc Tìm phương cứu vớt sanh linh Trong dòng trầm luân quan nghiệp Hãy tin tưởng Phật trời Và cầu nguyện đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho nhân chủng Hãy tìm con đường giải thoát cho mình Bằng cách lạc đạo an bằng xả thân tu tịnh Chú thích Thị dục là các sự ham muốn Cám dỗ là rù quến Quyến rũ làm cho người say mê theo Quay cuồng là xoay dòng theo không thoát ra được Cũng chỉ cho sự xoay trở một cách vất vả Bình tịnh Bình là yên lặng, bình đẳng, không phân biệt thiên chấp Tịnh là trong sạch, sáng suốt Đức Thầy cho biết Nếu ai mà biết chữ tu trì Tâm bình tĩnh được thì phát huệ Sanh linh là sanh mạng Chỉ cho giới hữu tình Tức là loài có mạng sống có tri giác Quan nghiệp là mầm móng tai hại Tự mình gây ra rồi tự hưởng lấy Đấng thiên liêng là người đáng tin tưởng và sùng kính Chỉ cho chư vị Phật, Tiên, Thần, Thánh Nhân chủng là giống người, loài người Lạc đạo an bằng, xã thân, tu tỉnh Là an vui trong cảnh sống nghèo, tri túc, thường lạc Để dồn hết thân tâm vào việc tu hành đạo đức Không ích kỷ, gây tạo vật chất, bồi bổ cho giả thân và cũng không tiếc công năng trí lực Trong cuộc giúp đỡ quần sanh Lược giải Một định nghĩa Chánh tư duy Là tư tưởng chân chánh Trong sạch tốt lành Tà tư duy Là tư tưởng tà dại xấu ác Nguyên nhân sanh ra tà tư duy Bởi không làm chủ được tâm hồn Nên thường bị thị dục cám dỗ sai khiến Ba hành trạng Vì tâm trí mãi mơ tưởng theo danh lợi quyền tước Tình yêu, màu sắc, vân dân và đam mê Đeo tuồng mộng quyển lập lè sắc hương Bốn tai hại Do tư tưởng tà dại, suy nghĩ sai lầm Làm mờ đục trí huệ Rồi bị những tư tưởng ấy rù quấn tâm trí Quay cuồng trong ngũ dục Nên mãi luân hồi sanh tử Đức Thầy từng cho biết Gây ra lắm nợ phong trần Luân hồi sáo nẻo khôn lần bước ra Năm Hành chánh tư duy Nhà tu muốn thành đạt chánh tư duy Cần thi hành những điểm như sau Thứ nhất Dù sống trong hoàn cảnh nào Hay làm việc gì Cũng phải giữ cho tâm tánh luôn được bình tĩnh Yên lặng và trong sạch sáng suốt Thứ nhì phải giữ tư tưởng cho thanh cao nghĩa là tập trung và thay đổi tư tưởng đức thầy đã dạy việc đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng tìm cách đánh đổ những tư tưởng xấu xa đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức thứ ba trí ráng tầm chân lý tức là cái đạo gồm có ba phần là cái đạo của mình đối với nhân loại Của mình đối với trời Phật Của mình đối với mình Thứ tư Phải sống lạc đạo an bằng Xả thân tu tỉnh Đức Thầy bảo Chanh tư duy một ai thanh cao Hãy tưởng nhớ những điều đáng cùng với dầu thầy hay tớ cũng tớ đều trung chanh mới màu việc vui sai mèo mà đâu đâu hãy dẹp gác nhớ câu lục từ sáu lợi ích người hành được chánh tư duy sẽ đặng các phần lợi ích đáng kể như sau lợi ích thứ nhất dứt hết tư tưởng tà dại và hoặc nghiệp phiền não thứ nhì không bị ngũ dục làm điên đảo trí năng thứ ba là trí huệ sáng suốt xưa cậu bé sa di suy ca chỉ tu chuyển đổi tư tưởng trong một buổi mai gần đúng ngọ sạch hết phiền não tâm cậu thanh tịnh và chứng quả a la hán trong lúc thầy xá lợi phất đi khất thực vừa về đến thầy trò vui vẻ trong bữa ngọ trai chứng đạo thứ tư cảm thông mọi thống khổ của mọi chúng sanh để tùy phương tiện thích trung mà giáo hóa thứ năm là trừ được tư hoặc tức ngũ độn sử bảy kết luận tóm tắt khi hành được chánh tư duy thì chẳng còn tư tưởng mê mờ suy nghĩ bất chánh làm tổn hại cho mình và kẻ khác tâm trí luôn được bình tĩnh sáng màu và đối với mọi sự vật đều thấu đạt chân lý dẫn đến khi thành quả bồ đề tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn